Nam xin chào toàn thể tất cả bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio nhá. Ngày hôm nay thì em Nam sẽ nên giới thiệu cho toàn thể tất cả bác về một loạt các thiết bị rất cần thiết khi chúng ta chơi những hệ thống âm thanh pro chuyên nghiệp hiện nay. Thì trước mắt của toàn thể tất cả bác đây thì các bác có thể nhìn thấy là về rất nhiều những model đẩy cao cấp, toàn là những thương hiệu top đầu thế giới hiện nay về sản xuất dòng bên công suất. Thì các bác có thể nhìn thấy ở đây thì em Nam cũng đã giới thiệu tới toàn thể các bác rất nhiều các model về dòng lab 4 kênh hay là lab 2 kênh, đều là những model hết số hiện nay trong dòng FB series rồi. Ở đây thì em Nam cập bến được tổng cộng là 5 em, bao gồm đó là 3 em lab Lupin FB 10.000Q dòng 4 kênh và một con Lex LM26, đây là crossover hàng đầu thế giới hiện nay về thiết bị xử lý âm thanh chuyên nghiệp, mà được ví như là một bộ não trong một hệ thống hiện nay, để nó làm giúp chúng ta điều khiển toàn bộ hệ thống loa full cũng như là loa sub có nhá. Và bên dưới thì đó là hai con lab FB 14.000 hết số trong dòng FB và là model 2 kênh cao cấp nhất, sản sinh công suất cực kỳ lớn tại dòng FB series các bác nhé. Tất cả đều là còn nguyên hộp xốp, hàng xài nước. Date sản xuất của em nó thì 2017, 2018, 2019 và 2020. Tất cả đều là những model được sử dụng chỉ một vài năm và xài nước còn hộp xốp. Em làm mang về để giới thiệu tới toàn thể các bác nhé. Phía bên đây thì các bác có thể nhìn thấy một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, vô cùng đắt đỏ, đó là PowerShop K3 Disby, mới cứng nguyên hộp xốp đó nhá. Bên trên thì đó là con Martin MA 5.2K, đây là hàng xài nước còn rất đẹp đó, em về được 2 con. Và đây là cũng hàng đặt của bên PowerShop sản xuất cho, và cũng bằng công suất của K3 luôn. Nhưng khác mỗi tội đó là K3 DSB mới cứng nguyên hộp xốp và bên trên đó là xài nước cơ nhá. Sản sinh công suất 1400W một kênh tại 8 ohm. Đó. Và bên đây thì đó là hai con main, đó là Lexo LXAMP 4x4, một trong những dòng main đầu bảng hiện nay của dòng Lexo rồi. Và ở bên trên đây nó là LXAMP 4x1, cũng là dòng 4 kênh. Em làm về được 2 chiếc trong tình trạng đẹp xuất sắc, không có điểm chê đó nhé. Và bên trên đó là một con Crown XTI 6000, dòng 2 kênh, đời cao của dòng Crown hiện nay và có tích hợp DSB. Và sản sinh công suất là 1200W một kênh tại 8 ohm. Thì tất cả những model em Nam mang về ở đây thì đều trên 1000W tại 8 ohm cả, để làm sao phục vụ các bác chơi những cái dòng loa khó tính nhất hiện nay trên thị trường đều có thể đáp ứng được các bác nhé. Bên trên đó là Lacoustic LA48A, hàng đến từ Thụy Điển, một trong những dòng main được đánh giá khá là tốt trong cái phân khúc tầm tiền trên 20 triệu đồng các bác nhé. Đó. Và bên đây đó là những con crossover DX260. Em làm về được một ít. Nói chung là hàng đều siêu tuyển chọn, đều đẹp xuất sắc. Và đang trên đường về thêm trên chục em nữa các bác nhé. Và tất cả những cái sản phẩm ở đây thì em làm đều tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Và bây giờ sẽ đi lướt chi tiết và để khám phá cũng như là sẽ báo giá chi tiết để các bác có thể nắm rõ được thông tin chi tiết về sản phẩm.
cũng như là giá thành sản phẩm hiện nay là bao nhiêu tiền để các bác có thể lựa vào tài chính cũng như là tham khảo để mua sắm những sản phẩm này nó được tiện hơn các bác nhé. Đó, đầu tiên đó là hai con láp FP14000 trong tình trạng là đẹp xuất sắc, hàng nguyên bản, không tân trang, không tút tát, không sơn lại đó nhá. Và còn hộp xốp và còn bảo hành. Đó. Và đây là một trong những dòng chuyên trị súp kép và những cái súp khủng nhất hiện nay trên thị trường các bác nhá. Thì công suất của em nó rất khủng. Các bác có thể nhìn thấy là tại hai kênh, mỗi kênh 7000W. Thì các bác biết là mức công phá cực kỳ khủng khiếp để trị những dòng súp khó tính, đặc biệt là súp kép. Chúng ta không hề bỏ qua vào những đôi full đôi công suất cực lớn hiện nay đó nhá. Và giá thành em Nam đang cung cấp cho tất cả các bác đó là hàng size lướt, còn hộp xốp nó rất đẹp, không có điểm gì để chúng ta phải kén chọn ở cái con này cả. Và giá thành em Nam đang bán cho các bác là 65 triệu một em đó nhé. Và bên trên thì đó là ba con láp Ruben FB10000Q, hàng siêu tuyển chọn đời 2019, cũng còn hộp xốp đó nhé. Và mỗi em này thì em Nam đã cung cấp trên dưới hơn 20 em trên thị trường rồi. Đó, vừa rồi về được nô 13 em thì cũng đã bán hết rồi. Dòng này thì các bác có thể chơi một con, có thể chơi nguyên cả bộ dàn, hai full và hai súp luôn, đánh toàn bộ full đơn, full đôi, súp đơn, súp đôi đều ok hết các bác nhá. Và mỗi kênh của em nó sản sinh ra 1300W một kênh và 2100W một kênh tại 4 ohm. Đó, nên là các bác không phải suy nghĩ gì khi mà phối ghép nguyên một combo bộ dàn hiện nay. Và giá thành hiện nay em đang cung cấp cho các bác đó là 68 triệu một em, dòng 4 kênh này các bác nhá. Bên trên đó là Lex LM26, tình trạng là date năm 2020 và còn nguyên hộp xốp. Đấy, hàng xài nước cũng đẹp, không có điểm chê, một em duy nhất. Và đây là một trong những thiết bị xử lý hàng đầu thế giới hiện nay về thiết bị xử lý controller rồi. Và con này thì em đang cung cấp cho các bác đó là 55 triệu một em này các bác nhé. Dạt sang bên đây thì các bác có thể nhìn thấy là những cái con K3 mới cứng nguyên hộp xốp DSB. Em làm vừa cập bến được thêm 5 em. Đấy, hàng mới cứng thì các bác không cần phải suy nghĩ về hình thức nó có bị cấn móp hay là bị xước sát, chảy xước ở đâu hay không. Đó, mới cứng rồi, các bác chỉ việc xuống tiền mang về và chơi thôi. Đấy, và giá mỗi em này em Nam đang cung cấp cho các bác đó là 50 triệu một em, hàng mới cứng nguyên đầu xô các nhá. Và bên trên đó là Martin MA5.2K. Đấy, hàng cũng y chang, hàng đã được đặt của Power Shop sản xuất thì các bác biết rồi, chất lượng nó vô cùng là đẳng cấp luôn đó. Và giá thành thì cực kỳ êm ái khi mà các bác mua hàng sái nước, hàng siêu tuyển chọn luôn các bác nhá, đẹp xuất sắc. Và giá thành mỗi em này em Nam đang cung cấp cho các bác đó là 35 triệu một em. Đó. Tiếp theo đó là LXAMP 4x4. Đây là hàng model cao cấp bậc nhất hiện nay của dòng Lexo rồi. Và giá thành của nó mới cứng hiện nay đang cung cấp hơn 300 triệu. Đó. Nhưng mà các bác đến với em Nam thì hàng xài lướt siêu đẹp. Đấy, hàng siêu đẹp. Em Nam không bán hàng xấu nữa nhé. Nên là khi mà các bác đến với em làm những dòng cao cấp như thế này thì các bác không bao giờ phải năn tăn suy nghĩ đến chất lượng sản phẩm nữa. Và mỗi con này em Nam đang cung cấp cho các bác là 160 triệu. Đó. Bên trên đây nữa đó là LXAMP 4x1, cũng là dòng 4 kênh của Lexo. Đó, và em Nam đang bán cho các bác là 85 triệu em này. Rồi. Tiếp theo đó là Crown XTI 6000, 1200W một kênh tại 8 ohm. Và các bác có tích hợp cả DSB rồi. Các bác muốn xài thì xài, mà không muốn xài thì các bác cứ để nguyên như vậy. Nó cũng sẽ là một lợi thế khi chúng ta cần chơi. Khi mà chúng ta chơi những dòng JBL nó sẽ có preset ở bên trong. Và em này em Nam đang cung cấp cho các bác đó là 20 triệu một em. Và bên trên đó là Cautic LA48A. Và hàng siêu đẹp luôn. Và nội thất thì xuất sắc luôn. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà hàng em Nam tuyển chọn nó là gần như là mới 96-97%. Và em này em Nam đang bán cho các bác đó là 25 triệu một em các bác nhá. Và những con DBX Diver Rack
260 hàng made in USA. Em Nam chỉ bán hàng USA thôi các bác nhá. Và những con này thì em Nam đang có một cái giá rất tốt để phục vụ các bác, đó là 12 triệu một em và bao setup cho toàn thể các bác. Các bác về chỉ việc cắm và dùng thôi các bác nhá. Đó là lướt qua một vài thiết bị xử lý hiện nay em Nam đang muốn giới thiệu tới toàn thể các bác và đang có một cái giá rất tốt với giá thành ưu đãi như thế này, thì không có lý do gì chúng ta không nhanh tay mua sắm những sản phẩm như thế này các bác nhá. Và mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ em Nam để em Nam được tư vấn cũng như là gửi hình ảnh chi tiết nhất về những sản phẩm mà các bác đang quan tâm. Và bây giờ một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác. Đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh để em Nam tiếp tục đạt dấu mốc 12.000 lượt đăng ký kênh, sẽ có những cái chương trình tiếp tục tri ân gửi tới toàn thể các bác trong thời gian sắp tới. Và đừng bỏ lỡ những cái lượt đăng ký kênh của em Nam các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những clip lần sau ạ.